sơ tử cung đã 13 năm nay. Ban đầu thì tôi phát hiện có nhân sơ tử cung kích thước là 2 x 3 mm, nhưng sau 13 năm tôi đi kiểm tra lại thì bác sĩ nói là tôi bị u sơ tử cung kích thước là 38 x 48 mm. Đến tháng bị kinh nguyệt thì tôi thường bị đau bụng dữ dội. Vậy xin hỏi nhà thuốc là tôi có thể uống nước sắc từ hoa đu đủ đực có được hay không ạ? Tôi xin cảm ơn. Chào bạn bị nhân sơ tử cung, bạn dùng hoa đu đủ đực được bạn nhé. Ngoài ra thì để điều trị bệnh hiệu quả hơn thì theo kinh nghiệm dân gian, bạn nên kết hợp thêm cây trinh nữ hoàng cung và cây xà đen. Bởi vì hai vị thuốc này thì sẽ có công dụng là giảm kích thước của khối u sơ tử cung, u nang buồng trứng rất là tốt. Thông tin thêm với bạn về tác dụng của trinh nữ hoàng cung như sau. Y học cổ truyền đã biết sử dụng cây trinh nữ hoàng cung từ rất là lâu để điều trị bệnh về phụ nữ. Ngày nay qua các công trình nghiên cứu khoa học mà cây trinh nữ hoàng cung được ứng dụng rộng rãi để điều trị các bệnh như sau. Tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư cổ tử cung, u nang buồng trứng. Tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới. Tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư vú, giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.